Kết thúc 3 năm học cao đẳng dược tại Thái Nguyên, Giàng A Hành trở về quê ở bản Hồ Nhị Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. A Hành đã không đi làm thuê ở các thành phố lớn như nhiều thanh niên khác, mà thay vào đó, Hành đã học lại nghề đan lát của đồng bào với mong muốn tiếp nối và phát triển lại nghề đan lát truyền thống của dân tộc Mông, đưa các sản phẩm đan lát che nứa thân thiện với môi trường đến với bạn bè, du khách gần xa. Thứ nhất là mình sẽ giữ được cái nghề truyền thống của dân tộc mình. Thứ hai đó là mình sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa. Ví dụ như là tạo ra những cái đồ để phục vụ du lịch. Để hoàn thành các sản phẩm, A Hành luôn tranh thủ thời gian đi chọn những cây tre nứa đảm bảo yêu cầu mang về để làm các sản phẩm như mệt, sọt, dọ. Mỗi sản phẩm là một tâm huyết của bản thân đối với việc nối nghề trong tương lai. A Hành đã mất nhiều thời gian tham gia học tập từ chính người thân. Tuy vậy hiện nay vẫn chưa thể đan thành thạo các sản phẩm như các thế hệ đi trước. Với truyền thống đan lát của gia đình, bố của A Hành cũng là một thợ đan lát và chế tác thủ công các sản phẩm truyền thống khéo nhất bản, nên các sản phẩm của A Hành đều có sự dìu dắt của bố. Tôi hiện nay đã già rồi và chỉ mong muốn đơn giản là thế hệ trẻ tích cực học tập cho bản thân, nhưng phải phát triển nghề đan lát cũng như những ngành nghề truyền thống đẹp và mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, biết vận dụng sự hiểu biết của bản thân, biến nó trở thành hàng hóa và nuôi sống bản thân. Tôi rất muốn truyền dạy cho nhiều người trẻ nữa để các sản phẩm được nhiều người sử dụng ngày một rộng rãi. Chỉ sau 2 năm, trăn trở của người thanh niên dân tộc Mông là đưa các sản phẩm đan lát truyền thống của dân tộc đến với bạn bè và du khách gần xa đã và đang dần trở thành hiện thực. Với ý tưởng đưa các sản phẩm đan lát thủ công thân thiện với môi trường trở thành một sản phẩm du lịch trong tương lai, hiện nay A Hành đang tích cực học hỏi và sáng tạo một số sản phẩm truyền thống đặc trưng của dân tộc. Những sản phẩm do A Hành đan lát hiện nay đã được Hành đưa ra thị trường và bày bán trong các ngày hội lớn của huyện và được nhiều nhà hàng, nhà nghỉ, du khách lựa chọn, yêu thích. Bởi vì chất lượng của cái đồ đan lát của đồng chí Hành này cũng rất là tốt, nên là trong thời gian tới là tôi nghĩ là bán hộ đồng chí Hành được, có để cho nó khuyến khích cho đồng chí Hành này tiếp tục cái công việc của mình để cho nó thuận lợi. Thứ hai nên là bán được hàng cho đồng chí đấy. Với quyết tâm làm giàu cho bản thân bằng ngành nghề truyền thống, hiện nay A Hành đang tích cực trau dồi, học tập và sáng tạo ra các sản phẩm truyền thống mang đậm nét của đồng bào dân tộc Mông. Bên cạnh đó, vận động thêm thanh niên tham gia học nghề để sản xuất ra các sản phẩm mây che đan phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và đưa các sản phẩm trở thành hàng hóa cho khách hàng cũng như khách du lịch đến với Mù Căng Chải.